Lần đầu tiên lộ bụng bầu lớn, thân hình Thúy Diễm vẫn đẹp như người mẫu, nhưng kéo lên nhìn mặt thì. Thúy Diễm hiện đang mang bầu ở tháng thứ 5, nhìn gương mặt của cô nàng khiến nhiều người choáng thật sự. Lương Thế Thành và Thúy Diễm kết hôn năm 2016 sau 3 năm hẹn hò. Họ được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz vì cả hai xứng đôi, sự nghiệp ổn định và cuộc sống không scandal. Và sau bao ngày khiến fan thấp thỏm, thì cuối cùng vợ chồng nhà Tèo đã chia sẻ tin vui rằng Thúy Diễm đang mang thai bé trai ở tháng thứ 5. Thúy Diễm còn cho biết thêm cô rất khỏe, vẫn chạy show bình thường vì hầu như không bị ốm ngán hay sợ bất cứ món ăn nào. Hiện nữ diễn viên đã tăng 6kg nhưng vóc dáng vẫn thon gọn. Chính vì thế trong thời gian bầu bì, cô vẫn đăng ảnh và clip hướng dẫn làm đẹp mà ít ai phát hiện ra. Mãi tới gần đây cô khoe bộ ảnh lộ bụng lâm sâm thì mọi người mới biết được sự thật. Trong loạt ảnh mới này, thân hình Thúy Diễm vẫn thon, chỉ lớn mỗi phần bụng, còn gương mặt thì vẫn đẹp lung linh, chẳng khác trước chút nào. Theo thông tin được biết, Thúy Diễm đang mang thai bé trai ở tháng thứ 5. Trong bức ảnh mới nhất, Thúy Diễm chia sẻ bụng của cô khá lớn, thân hình vẫn thon gọn, gương mặt không có gì thay đổi. Nhiều sau việc tăng trên dưới 20kg khi có bầu, mặt mũi nở nang nhưng Thúy Diễm tăng có 6kg nên gương mặt vẫn như cũ. Cô nàng vô cùng rạng rỡ trong bộ ảnh lưu niệm. Trước đó vì gia đình kiêng khem nên cô không dám chia sẻ chuyện vui này. Bầu bì mà Thúy Diễm vẫn rất nhí nhảnh, cô vẫn khoe ảnh xinh tươi như thường. Bà bầu còn chẳng ngại khoe mặt mọc mịn màng khiến nhiều người phải ghen tị. Thúy Diễm cho biết hai vợ chồng đã sắm hết đồ cho con. Cô thường mặc váy rộng nên giấu được bụng đang lớn lên từng ngày.